Vâng, chào mừng các bạn đến với series về Node.js. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện xây dựng này. Xây dựng ứng dụng Node.js với cơ sở dữ liệu MySQL. Thì đầu tiên để làm rõ một số khái niệm thì chúng ta cần hiểu một số những cái như sau. Thứ nhất là về mặt cơ sở dữ liệu. Về cơ sở dữ liệu, nhiều bạn bảo tại sao thầy cũng làm trên MongoDB, nhưng mà thực ra MongoDB thì với MySQL thì nó cũng về cơ bản nó tương tự nhau thôi. Nếu mà cách làm trên MongoDB thì ví dụ chúng ta có này Mongo, đúng chưa? MySQL là gì? Cơ sở dữ liệu, đúng không? Cơ sở, đúng chưa? Thì bạn dùng MongoDB thì thực ra trong một cái series khác thì mình đã giới thiệu về MongoDB rồi. Thì series này mình giới thiệu về MySQL. Cách kết nối về MongoDB cũng không có gì là phức tạp cả. Chúng ta về cơ bản cách kết nối nó rất là đơn giản. Lấy chuỗi kết nối nó sẽ như thế này. Ví dụ như các bạn có thể tạo một cái như thế này, MongoDB, đúng không? Mongo. Nếu mà dùng MongoDB thì để mình nhắc lại một chút về MongoDB, chúng ta có thể vào như thế này. Ok, bạn kích vào sign in đi. Bạn nhập cái email password của bạn vào. Rồi ok. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu được chứ nhỉ? Đây, ví dụ như là chúng ta lấy chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ làm như sau để chúng ta thấy là cái sự tương tự nó giống nhau như này. Bây giờ các bạn sẽ vào một cái đây. Giờ sau khi đã có cái MongoDB rồi, đúng chưa? Thì các bạn có thể thêm các cái bảng dữ liệu các thứ. Thì ở đây nó dùng các cái collection, các bạn có thể xem cái collection này. Các collection này chính là nó tương đương với các bảng dữ liệu ở trong MySQL, được chưa nhỉ? Nhưng các bạn nhớ là cái MongoDB này là nó những cái phần miễn phí thì thỉnh thoảng nó hay bị disconnect nhé. Nó hay bị một thời gian dùng là sẽ không dùng lại được. Ok, như vậy các cái collection đấy nó sẽ tương tự như các cái bảng ở trong MySQL, được chưa nhỉ? Rồi ok. Ví dụ thế. Thế bây giờ chúng ta giả sử chúng ta muốn kết nối thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn có thể vào cái phần overview này. Chúng ta kích vào cái phần ví dụ như bạn muốn kết nối, đúng không? Thì đầu tiên bạn cần phải set cái database trước, access trước. Chúng ta có thể add một cái username. Một username. Ví dụ bạn set username là Hưng 1 thì password ví dụ như là bạn có thể ghi là như thế nào đấy. Rồi ok, chúng ta kích vào đây, add user, tự nhiên bạn sẽ có một user. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái đây, cái phần này project 1, đúng không? Chúng ta mới kết nối với cái này thì ta làm như thế nào? Bạn kích vào connect. Ok, chúng ta sẽ sử dụng cái đây, nó sẽ bắt mình phải add cái, thôi được, cứ add vào không sao cả, đúng không? Rồi bạn chọn cái này, kết nối với application này. Đây, chúng ta copy cái này vào, đúng chưa nhỉ? Copy cái này vào, paste vào thôi, thay cái password là cái password bạn vừa nhập, đúng chưa nhỉ? Là tự động nó sẽ kết nối với cái cơ sở dữ liệu MongoDB, đúng không? Nếu còn trên MySQL thì chúng ta cũng làm tương tự như nhỉ? Thì trong cái series này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng cùng với MySQL. Ok, các bạn còn có một cái nữa là các cái, như vào cái hot cái ứng dụng Node thì chúng ta sẽ dùng Heroku, hoặc là bạn có thể dùng Google hay là Amazon Web Service.
web service. Amazon. Hoặc có thể dùng là Google Cloud đều có thể dùng được nhé. Cái hot ứng dụng Node này. Như vậy về chúng ta bắt tay vào cái xây dựng cái ứng dụng thì ta làm theo những bước như thế nào? Thì chúng ta sang cái đầu tiên này, xây dựng ứng dụng CRUD đi với Node.js và MySQL. Thì ứng dụng Node.js. Rồi, ta sang video số 1. 1.1. Rồi, ta làm cấu trúc thư mục. Thư mục ứng dụng Node.js. Thì ở đây bạn sẽ phải dùng cái Express đúng không nhỉ? Đầu tiên bạn sẽ tạo cho mình một cái, ví dụ bạn đã tạo một cái new folder mới. Đây, đúng chưa? Bạn có thể ghi nó là Node app. Đúng không? Ok, Node app xong rồi. Rồi chỗ này đi. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái, đây, bạn sẽ dùng cái item này. Hoặc bạn có thể dùng cái CMD của bạn. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Ta gõ CD. Kéo này vào. Enter. Như vậy chúng ta đã đang ở trong cái thư mục này rồi. Thế bây giờ cách chúng ta tạo một cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ phải download cái thư viện Express về. Gì nhỉ? Mà cái thư viện Express ấy thì đây chúng ta sẽ download, chúng ta thực hiện như này. Chúng ta sẽ có npm init. Đúng nhỉ? Như vậy ta sẽ có các cái bước. Ta bước 1. Bước 1 này. N P M init. Cái này đòi hỏi là bạn phải cài Node.js rồi. Nhá, còn cách cài Node.js như nào bạn xem lại cái series cũ. Ấy chà. Không cho. Nào, với cái Node app, chúng ta có thể ghi một cái, nó bảo là package name nhé, là Node app, thì chúng ta cứ enter đi, đúng không? Rồi, kệ nó, không mô tả gì cả, mọi thứ, kệ nó. Rồi, yes, đấy, như vậy ta đã tạo xong một cái khởi đầu, đúng nhỉ? Đây, bạn đã nhìn thấy cái package JSON là npm init. Ở đây chúng ta cần phải dùng cái thư viện Express này, Express, FireUpload này, yeah, body, pager, MySQL, vân, rất là nhiều thứ. Thế bây giờ làm thế nào để chúng ta sử dụng những cái đó? Thì chúng ta phải cài đặt tiếp. Người ta lại npm. Đây, npm instance. Các bạn tắt cho cái tiếng Việt này. Thì ta instant những cái gì? Ta instant cái express. Đúng nhỉ? Và chúng ta sẽ cụ thể là các thư viện nào express. Chúng ta dùng thư viện nào ta dùng? Thư viện đấy ví dụ trường hợp này ta dùng file upload. Đúng nhỉ? Yeah. Rồi thì body. Pager. Dùng thì MySQL. Nha. Rồi thì EGS. Rồi thì request. Đúng gì à? Flag. Chưa. Đấy. Thì bạn có thể dùng cái xài npm nhé. Như vậy dùng thành phần nào thì chúng ta có thể liệt kê vào đây. Npm, ok. Đấy, ví dụ thế. Enter.
thì để nó cài đặt tất cả những thành phần đó vào. Thì ở đây ta sẽ dùng những cái trường hợp như là chúng ta dùng Express thì bạn dễ hiểu rồi, Express Hand File Upload để upload này, Body Pager để sử dụng các cái incom đúng chưa? Request rồi thì MySQL đúng chưa nhỉ, MySQL rồi thì Red Flat rồi Node Moon vân vân. Như vậy ta dùng khá là nhiều thứ đúng chưa nhỉ. Rồi ok. Ok, như vậy bạn xem qua cái thư mục nó sẽ có. Đây là cái bước số 2 của mình, cài đặt nốt module đúng không? Thì các bạn sẽ paste vào đây, bước 2. Cài đặt Express. Các bạn có thể dùng cái này để cài đặt. Yeah. Bước số 3. Là chúng ta tiến hành cài đặt cái nốt nốt mon đúng không? Cài đặt nốt. Đã. Thì cách cài đặt như thế nào? Các bạn có thể gõ vào đây. Đây bạn nhìn bây giờ thư viện bây giờ đã có nốt module rồi đúng không? Bây giờ sang đây ta cài đặt tiếp này. Ta ghi là npm instance. Đấy. Được. Copy cái đoạn này nào cho nó. Đây. Rồi. Ta enter. Để nó cài đặt cái nốt mon vào. Rồi ok, như vậy về cơ bản chúng ta đã có đầy đủ các thư viện này rồi. Thế bây giờ chúng ta mới tiến hành thì các bước tiếp theo là ta cấu trúc các cái thư mục của nó. Thì bạn nhìn đây để bạn đi cấu trúc thư mục cho nó phù hợp này. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có cái phần kiểu gì cũng phải có phần row đúng nhá, và kiểu gì cũng phải có phần view nhá. Như vậy bạn sẽ tạo một cái thư mục là có là row và view. Như vậy ta có này, row. Đúng không? Down. Và gì? View. Đúng không? View. View name. Rồi ok. Rồi ok. Và có ra, có view. Thì nhỉ? Rồi thì kiểu gì bạn phải có một cái đây là cấu trúc trước thôi, cấu trúc trước. Đúng chưa nhỉ? Chúng ta phải có một cái trong cái view này thì chúng ta sẽ có một cái phần header thì bạn có thể đặt tên nó chẳng hạn như là bạn đặt tên là phạt. Rồi. Ok. Thì trong này chúng ta sẽ định nghĩa một cái file là file, ví dụ file header ejs chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn có thể mở cái view code ra. Còn đây chúng ta cấu trúc thư mục bằng view code ra. Thì bạn thấy được cái cấu trúc thư mục của nó trước, mặc dù là có thể chúng ta sẽ tạo vào một cái khác nhưng mà tạm thời để bạn thấy rằng chúng ta sẽ tạo cái cấu trúc thư mục như thế nào, đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ mở sang một cái thư mục khác. File open. Đúng không? Mình làm như thế này với mục đích là để chúng ta nắm được cái cấu trúc thư mục của nó. Chúng ta sẽ có một cái tên là node. Tên là gì nhỉ? Node app hả? Node.
Vậy trong cái nốt app này bạn sẽ trong phần party bạn sẽ tạo một cái header nhỉ? Đuôi của chúng ta là ez. Ok các bạn đợi một chút rồi ok. Như vậy ta sẽ có trong phần party này. Để ta hình dung cái cấu trúc thư mục của nó. Đúng không? Đấy, trong phần này ta sẽ tạo một cái file mới. Nó thuộc về cái header nhỉ? .ez. Đấy. Như vậy trong phần này đã có này. Còn cái phần view chung này thì ta có thể tạo một cái từ từ, nếu thế thì ta phải xem phần row chứ. Như phần row ta có những cái gì? Như phần row là sự bạn đang xử lý với một bảng dữ liệu thôi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ ví dụ như là chúng ta sẽ xử lý một phần controller này, đấy, còn tạo một controller này. Controller đấy có thể là index.js. Ok. Và chúng ta sẽ có một cái bảng dữ liệu. Phần xử lý dữ liệu. Phần xử lý dữ liệu giả sử ta có một bảng tên là bảng player đi thì ta sẽ có một cái file là player.js. Trong cái phần ra sẽ có cái file controller và cái player để xử lý dữ liệu đúng không? Tương tự như thế thì chúng ta trong phần view này ta sẽ có rất là nhiều cái đúng không? Ví dụ bạn có xử lý dữ liệu với việc crud cho nên bạn sẽ có add, có edit. Như vậy bạn sẽ có một cái view đầu tiên là bạn có một cái index nhé, index.ez để chúng ta điều phối cái ok. Để chúng ta điều phối cái view đúng không nhỉ? Trong đó chúng ta sẽ có s. Ví dụ bạn cho vào đây. New file, bạn sẽ có s. Ở layer chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Chấm e, yes. Và chúng ta có một cái nữa, ví dụ như là edit. Layer.ez. Đấy, như vậy chúng ta đã có cái cấu trúc thư mục tương tự nhé. Và đương nhiên là trong phần root của nó thì chúng ta cần phải tạo một cái đúng không? Là chúng ta file new file là app. Ôi trời, cần phải ép. Chúng ta lưu là app.module đúng không? Trên thư mục gốc của nó có một cái file là app. .js. Ok, đấy, như vậy cấu trúc thư mục của nó là như vậy. Các bạn sẽ thấy được. Bây giờ mở ra thì chúng ta sẽ hình dung lên cấu trúc thư mục. Như vậy chúng ta sẽ có này app.js đã chạy này. Trong phần row ta sẽ có phần controller. Như này. Row là có phần controller, phần player là xử lý bảng dữ liệu. Xử lý dữ liệu, bảng dữ liệu và phần view là phần hiển thị thì ta có phần index. Index là phần điều phối, đúng chưa? Add player và gì edit player là hai phần xử lý dữ liệu cho phần view và cái party này nó sẽ dùng làm một cái header. Đấy một cái cấu trúc của một cái ứng dụng CRUD nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây để phần khác ta tiếp tục. Như vậy ta có bước 4 này là gì, tạo các thư mục và các file. Như vậy bạn nhìn thì bạn đã hình dung ra là như vậy chúng ta cần những cái gì đúng không? Như vậy trong cái phần row này sẽ có phần model và phần controller. Còn phần view đây nhé. Đây là phần model này. Phần controller này. Nhá. Còn đây là phần view. Đấy chưa nhỉ? Còn app.js là để phục vụ trong việc chúng ta chạy là node app.js chạy ứng dụng lên nhé. Như vậy nhìn qua chúng ta đã thấy được cái cấu trúc của ứng dụng rồi đúng không? Bài này nó gọi là cấu trúc thư mục ứng dụng Node.js. Ok, chúng ta dừng ở đây.